nhất ở trong phim. Dù bầu trời có sập xuống, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu. Bầu trời này chắc chắn sẽ phải sụp xuống. Tôi sẽ khiến em phải quay trở lại với tôi. Chưa bao giờ tôi muốn bất kỳ điều gì mà không thể đạt được hết. Trên cuộc đời này, tôi sợ nhất là bản thân mình không thể bảo vệ người mình yêu. Và thực tế cũng đã chứng minh rất nhiều lần tôi không thể mang lại hạnh phúc cho những cô gái bên cạnh. Tôi sợ là bản thân mình không còn đủ đầy cảm xúc để trao cho bất kỳ ai khác. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần với vị khách mời diễn viên Nhan Phúc Vinh, một người khởi đầu sự nghiệp từ một diễn viên tay ngang và cuối cùng đã giành các giải thưởng Mai Vàng, Cánh Diều Vàng và nhiều giải thưởng về diễn xuất khác. Đã một quãng thời gian khá lâu rồi Vinh không diễn xuất. Em có nhớ nghề không Vinh? Em cũng không nhớ lắm. Bởi vì em học được kỹ năng là khi mình ở một mình ấy, em nhìn lại cuộc sống, em nhìn lại sự nghiệp của mình. Em có những vai diễn đang cần phải chuẩn bị. Khi đến với mỗi một vai diễn ấy, một cái tính cách, cái quan trọng nhất vẫn là cái tư duy của mình đặt vào cái nhân vật đó như thế nào. Để có thể tạo được một cái nhân vật mà hoàn toàn khác với mình, khác với những nhân vật đã từng có trên phim ảnh. Với bộ phim mà thực sự anh thấy ấn tượng nhất, nhiều nhà chuyên môn đánh giá cao nhất, là nó đã mang lại cho em giải Cánh Diều Vàng. Đấy là nhân vật Miên ở trong bộ phim Đảo Của Dân Ngụ Cư. Em có tập nghề bán thịt dê một anh chàng phụ bếp rất là khéo tay không? Em đã phải đi học làm bếp. Tức là em được chị Hồng Ánh gửi đến một cô học những cái động thao tác cắt này nọ, tức là những cái kỹ thuật cơ bản nhất của nấu ăn. Sau đó thì khi mà ra Hội An thì là em được đoàn đưa qua bên lò mổ dê. 4 giờ sáng là phải thức dậy đi qua lò mổ dê. Và em nhớ là đi khoảng 3 đêm liền thì phải. Và từ đó về sau em không bao giờ thịt dê được nữa. Là bởi vì em bị ám ảnh bởi cái mùi dê á. Em còn nhớ cái buổi casting đầu tiên của em không? Đó là lúc em vừa thi cái môn năng khiếu vào trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc mà em ra ngoài sảnh á, thì em nghe các anh chị khóa trước á bảo là anh đạo diễn Dũng Khùng đang casting một cái phim điện ảnh Quang Dũng. Mấy đứa qua đó casting đi cho nó vui để biết luôn. Thời điểm đó là em cũng không có định nghĩa casting là cái gì cả. Là khi vào thì em gặp anh Quang Dũng và vài người nữa ngồi dưới đó thì bảo là Chú Thiện là vai em của em, là một đứa rất hư hỏng, bây giờ đang phải nằm trong bệnh viện đó. Bây giờ em là anh trai em vô anh thăm. Rồi em thích làm gì em làm đi. Em ở ngoài em đi vào. Thế là em quỳ xuống bên cạnh đó, đại khái là em trách móc là em trai rồi em có sao không này nọ gì gì đó. Nhưng mà bởi vì em nhớ là anh Dũng bảo là thằng em hư hỏng. Thế là em em tát một bàn tay. Anh à, em tát một bàn tay. Chú Thiện, chú đang nằm trong bệnh viện. Chú mắt nhìn xong em thấy mọi người ở trong phòng ai cũng như thế ra vậy á. Em tát xong rồi em mới xin lỗi với Thiện, tại nãy anh không biết tại sao làm vậy. Bây giờ Vinh à, anh sẽ đẩy cho em cái không khí để cho khán giả hiểu hơn về cái nghề diễn của em, phim và đời nó là như thế nào. Nó giống như một xu hướng hiện nay ấy, người ta nói rằng là người ta nghĩ rằng nhưng thực tế là nào. Xin mời các clip đầu tiên. Đây là cảnh mà có thể nói là người ngoài thấy một cảnh ôm hôn say đắm trong tình yêu và tham vọng. À nhưng mà đây là thực tế là quay anh nhá. Ôi. Bao nhiêu ký ức ùa về anh ạ. Hoàn toàn không hề dễ chịu như cảnh trong phim một tí nào đúng không Vinh? Đấy. Nằm trên 3 cái thùng gỗ, tại sao phải như thế? Quay là đêm đó khuya lắm rồi. Đá rất là lạnh, cho nên là mọi người lót gỗ để không phải nằm dưới đất. Sợ ngày hôm sau bệnh. Cả một ngày quay rồi và khu vực hồ đó còn đông người. Cho nên là ekip mới chờ thêm một tí nữa thì tầm sau 12 giờ bắt đầu quay cảnh này. Người rất là mà mệt. Vẫn phải diễn là tình mà cảm. Vẫn phải bị vạc xuống và bị đè lên. Thế nên mới nói rằng là về sau nếu mà có một cô nào đấy yêu em thì mà cảm thấy ghen tuông với những việc mà em đóng những vai tình cảm với những người phụ nữ khác, em cứ cho xem cái đoạn hậu trường vừa rồi là giải quyết được tất cả mọi chuyện, không phải như là chúng ta thấy đâu đúng không? Bây giờ sẽ là cảnh thứ hai. Người ta thấy quá đẹp. Không hiểu sao phim nào của VFC gần đây cũng có cảnh nhảy xuống nước cả, nhảy xuống các loại hồ khác nhau. À nhưng thực tế là cảnh phía sau hậu trường
nước có vẻ không được trong lắm. Có hai mẹ con của Thiên Nga và hình như là Thiên Nga đang đuổi. Thiên Nga đang đuổi theo anh à. Sợ phát khiếp. Hình như là con Thiên Nga đấy không hài lòng lắm với việc chọn bối cảnh của đoàn phim. Lúc quay ở đó thì đó có mấy cặp Thiên Nga thì nó cảm giác giống như là khi mà mình nhảy xuống hồ á là mình tấn công vô cái vùng của nó hay sao, thế là cách khoảng 50 mét mà nó phi thẳng lại vượt lại. Mà tưởng tượng khi mà con người mình rơi xuống nước rồi á thì không mình phải là môi trường của mình, mình rất là sợ, mình chả biết nó chạy lại nó có cào cấu hay là nó có cắn vào mặt mình hay không, thì mình cứ phản xạ bơi vập lên. Mà em thì em bơi giỏi cho nên là em bơi vập, em leo lên trước sờ có nó bơi vào sau cho nên lên không kịp á, sao làm người đâu kéo lên kịp đâu, thế là leo lên xong hờn giỏi sao mọi người lại kéo mình lên, thế nó bỏ em ở dưới hồ, thế là giỏi. Thế mới nói là trên phim và thực tế là cả một câu chuyện rất thú vị, và chúng ta sẽ thấy được sự vất vả của nghề diễn.